Đến với thị trường chứng khoán, ngày hôm qua 25 tháng 4 thì thị trường chứng khoán đã chứng kiến một phiên giảm điểm thảm khốc. 868 mã chứng khoán giảm giá và 250 mã giảm sàn. Tình trạng trắng bảng bên mua xuất hiện tại tất cả các nhóm ngành cổ phiếu. VN Index giảm tận 68 điểm, nhà đầu tư hoảng loạn. Và tính từ đầu tháng 4 đến nay thì thị trường chứng khoán đã giảm tới 214 điểm, tương đương với giảm hơn 14%. Ngày hôm nay, lực bán tháo dữ dội đã xuất hiện tại tất cả các nhóm ngành. Hiện tượng trắng bảng bên mua trải dài từ nhóm bất động sản, xây dựng, đầu tư tài chính, ngân hàng, thủy sản và lan rộng sang nhóm cổ phiếu trụ cột VN30. Ngày hôm nay cũng chứng kiến một hiện tượng chưa từng thấy, cả 30 cổ phiếu nhóm vốn hóa lớn VN30 đều giảm, 16 mã giảm sàn, trong đó có 13 mã trắng bên mua, mất thanh khoản. Dòng tiền nó đã lớn, đã đi ra ngoài. Dựa theo cái phân tích của tôi về cái rủi ro chính sách, có nghĩa là với cái việc chỉ đạo của chính phủ là dòng tiền chặn dòng tiền vào chứng khoán và dòng tiền vào bất động sản, cộng với lại làm trong sạch hóa thị trường chứng khoán, thì các đội lái đã bị chặn lại các vấn đề về tài khoản, cho nên là các giao dịch kém đi. Chúng ta nhìn thấy là lực mua cực kỳ ít và lực bán cực kỳ nhiều. Đó là hiện tượng giải chấp ở một số cổ phiếu đã tăng quá nóng và nó lan tỏa sang tất cả, ảnh hưởng đến tất cả các cổ phiếu cơ bản có tăng, nhưng do các nhà đầu cơ không bán được cổ phiếu đã giảm quá nhiều và người ta bị bán những cổ phiếu cơ bản. Quan điểm của tôi nói chung là vùng này là vùng thận trọng nhất. Ai đang cầm tiền thì cố gắng đứng ngoài kiên nhẫn chờ cơ hội, còn ai đang có cổ phiếu thì cố gắng làm sao để như vậy là cái thua lỗ nó ít nhất. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đã giảm tới 68,31 điểm về mức 1.310,92 điểm. HNX Index cũng giảm 47,67 điểm về mức 591,26 điểm. Với việc thị trường giảm sâu, xuyên thủng mọi ngưỡng cản, không ai có thể dự đoán được mức đáy hiện nay của thị trường liệu có giảm tiếp về 1.250, thậm chí quay về mốc 1.100 điểm hay không. Một phiên khoảng độ 70 điểm, 60 điểm thì chúng ta đừng nói đến hỗ trợ và kháng cự ở đâu nó quan trọng, mà chúng ta phải quan sát cái dòng tiền thông minh đến vùng nào thì lực lượng dòng tiền thông minh hoặc là lực lượng của các nhà tạo lập thị trường bắt đầu tham gia thị trường để cho thị trường cân bằng thì chúng ta mới xác định được đáy. Còn nếu chúng ta mà cứ định hình theo kiểu là như về đến đây chúng ta sẽ mua, về đến đây chúng ta dự đoán đáy thì tất cả cái đấy khả năng sai sẽ nhiều, và cái nguyên tắc là không được bắt đáy khi chưa có tín hiệu của những thị trường cân bằng. Phát sell không phải là cái vấn đề lớn nhất của thị trường hiện nay, mà nó là cái vấn đề niềm tin của nhà đầu tư. Bởi vì tôi nhận thấy rằng là các cái thời điểm phát sell thì nó diễn ra cũng không phải là dài, và thì các chỉ diễn ra trong một vài thời điểm trong phiên thôi. Thế tuy nhiên thì ở cái phiên như cái phiên ngày hôm nay thì cái việc bán tháo nó diễn ra trong phần lớn thời gian giao dịch. Điều đấy nó cho thấy rằng là có một cái lực bán chủ động của những nhà đầu tư mong muốn thoát ra khỏi thị trường nó nhiều hơn cả những cái lực bán mà do cái việc margin nó tạo sức ép. Đấy, tôi cho rằng là cái niềm tin của nhà đầu tư đó chính là một vấn đề lớn. Cũng theo thống kê, tháng 4 năm 2022 cũng là tháng rất khốc liệt cho các nhà đầu tư chứng khoán. Từ ngày 4 tháng 4 với 11 phiên giảm, 4 phiên tăng, VN Index đã liên tục lao dốc từ 1.524,70 điểm về 1.310,92 điểm, giảm 214 điểm, tương đương giảm 14,05%. Vốn hóa thị trường sàn HOSE giảm hơn 630.000 tỷ. Đặc biệt, nếu tính chung cả 3 sàn giao dịch, vốn hóa thị trường đã bốc hơi tới 1.330.000 tỷ, tương đương 57,8 tỷ đô la Mỹ sau 15 phiên giao dịch, khiến hàng triệu nhà đầu tư thua lỗ nặng trong tháng 4 này.